Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, sinh thời, Bác Hồ đã 10 lần về thăm Hưng Yên để tưởng nhớ và ghi nhớ ơn người. Suốt hơn 60 năm qua, tỉnh Hưng Yên gìn giữ, tôn tạo ngôi nhà tranh lợp mái lá đơn sơ bên Hồ Bán Nguyệt là nơi Bác từng nghỉ ngơi và được người dân gọi với cái tên thân thương nhà lưu niệm Bác Hồ. Anh Nguyễn Lâm Thao hơn 20 năm cần mẫn chăm sóc, góp phần cho nơi lưu dấu chân Bác luôn xanh, sạch và đẹp. Ngay cạnh Hồ Bán Nguyệt, trung tâm thành phố Hưng Yên có một ngôi nhà lợp lá đơn sơ với tên gọi nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây ban đầu là nhà làm việc của Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên, được xây dựng từ năm 1956. Đây là nơi tưởng niệm, trưng bày giới thiệu những tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ những tài liệu, hình ảnh cũng như là một số hiện vật liên quan đến người cũng như là công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải. Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi đón tiếp các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Nhằm gìn giữ nơi đây luôn sạch đẹp, rợp cây xanh bóng mát, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã nhận và giao cho anh Nguyễn Lâm Thao chăm sóc nhà lưu niệm Bác Hồ. Hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Lâm Thao không quản vất vả, luôn cần mẫn chăm sóc nơi Bác từng về với một tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào về công việc của mình. Cứ vào những ngày lễ tại nơi tưởng nhớ người, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến và anh Nguyễn Lâm Thao lại dâng những bông huệ trắng, là một loài hoa lúc sinh thời Bác rất yêu thích. Mỗi hiện vật nơi đây đều được anh chăm sóc với cái tâm và tình cảm chân thành. Nhờ thế mà nhà lưu niệm luôn sạch sẽ, phong quang, sẵn sàng đón khách tham quan. Làm sao cứ mỗi lần tôi cắt dọn để các đoàn khách đến về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên ghé qua nhà lưu niệm là trong lòng tôi cảm thấy là rất hạnh phúc, là đã được một phần đóng nhỏ bé đóng góp vào khu chăm sóc khu đất của Bác về làm việc ở Hưng Yên. Anh Nguyễn Lâm Thao thường xuyên chăm sóc, bảo quản, đặc biệt là những hệ thống cây xanh cũng như là đảm bảo vệ sinh. Em Trần Thu Hương, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo đến tham quan nhà lưu niệm. Em cho biết cảm xúc của mình. Em đến đây thì em cảm thấy là không khí rất trong lành, yên bình và em cảm giác như là được đến quê hương của Bác mà không cần phải đặt chân đến Nghệ An. Khi đến đây thì em thấy cảnh quan rất là đẹp, rất là mỹ quan và rất là sạch sẽ. Coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, ngoài trách nhiệm dọn dẹp cắt tỉa cho gọn gàng sạch sẽ, việc đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng. Anh Nguyễn Lâm Thao luôn tự hào về nhiệm vụ mà mình đã đảm nhiệm gắn bó hơn 20 năm qua. Đó là luôn chăm sóc, gìn giữ nhà lưu niệm xanh, sạch đẹp để đón tiếp các đoàn khách tham quan đến nơi lưu dấu chân người.